Vâng, đây là con Acufy i303. Mời các bác xem rùa ra. Ở tí mời các bác xem chi tiết xung quanh máy của em nó nha. Đây, rất là mới nha các bác. Em đã tháo ra rồi, để các bác cùng xem chi tiết bên trong. Đây là phần dưới của máy. Đẹp như mới nha các bác. Quá là mới luôn. Các bác có thể thấy được. Rồi, thì sau đây mời các bác xem. Đây là phần tiền của nó này. Mạch mèo vàng gold nha các bác. Đẹp cực kỳ. Đẹp như hoa hậu luôn. Rồi ok, sau đây mời các bác xem nha. Rồi các bác nhu cầu cứ alo cho em qua hai số điện thoại này nha. Vâng, hello, hello, xin chào tất cả các bác nha. Mọi chi tiết mua hàng các bác alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Em giao hàng toàn quốc cho các bác nha. Đây là con Acufy i303, rất là nổi tiếng của hãng. Hoa hậu nha các bác, rất là mới nha. Và giá em báo cho các bác là giá bao ship, như là giá em đã cân đối. Mà các bác, giá này các bác mua đúng chất hàng bãi nha. Mà con này là hàng đấu giá mạng Yahoo Nhật về nha các bác. Nhật về. Em này chạy hai cầu loa A, B hoặc A cộng B. Trở kháng là 4-16 ôm, hầu như là đánh tất cả những dòng loa trên thị trường bây giờ như nhà. Các bác có thể chơi vào loa Ri B, loa Nhật, loa Âu. Đánh tăng noi rất là hay, cho Âu, Anh Quốc đánh tuyệt vời nha các bác. Hầu như nó không biết kén loa, và lý do tại sao nó dễ đánh và rất chơi rất là nhiều hộp loại loa. Lý do là em nó là sở hữu là phần âm thanh nổi tới 3 cấp độ nha các bác có thể chơi cấp độ 3 là nó quánh rất là dữ nha các bác. Có nghĩa là bass chép chung nó đều nâng lên 3 cấp độ nha. Cấp độ đầu tiên là không có cái chức năng là nhà kiểu như là equalizer nha các bác. Các bác cứ hiểu nôn na nó là lo nét nha. Lo nét nghĩa là equalizer. Hãng người ta làm ra 3 cấp độ, 3 cái tần số equalizer để mình hợp được nhiều tai người nghe người dùng. Đấy, cấp độ 1 thì bass trong chép nó ở khoảng là nó tăng cường lên 4 điểm. Ví dụ như thế nha. Còn cái cấp độ 2 nó tăng lên 7 điểm. Còn cấp độ 3 là 10 điểm. Có nghĩa là bass nó rất là dữ nha các bác. Nên dòng nghĩa của file thì các bác thường nghĩ ở cấp độ 1 và cấp độ 2 là rất ok rồi. Còn cấp độ 3 thì quánh bass rất là dữ. Nên nó rất là dễ gấp loa là ở cái chỗ này. Và âm thanh nó rất là hay, dày và tĩnh. Giờ này chạy sò sát nha các bác. Mạch là mạch mèo vàng gold, có hai đồng hồ vô, rất là đẹp nha. Đây, các bác có thể cảm nhận được cái độ đẹp và sản phẩm bên em. Vô gỗ đẹp tuyệt vời nha. Em về hai con, một con có chủ ngày nay rồi. Ngày nay đi khá nhiều hàng cho các bác nha. Loa Ri B, loa L65 vân vân. 306V cũng lên đường hết rồi nha các bác. Đây, bác nào yêu thì alo nha, giá 32 triệu nha các bác, 32 triệu đã bao ship toàn quốc. Mai về 90DB mà cũng có bác chốt mất rồi, nghi thông báo là bác chốt liền thôi. Về hình hài ruột gan rồi, em đã đăng trước trên Zalo rồi, bác thấy yêu quá bác chốt rồi. Thì em báo giá con này rồi, bác nào yêu thì phone cho em nha, alo cho em. Đây là dây nguồn zin nha, hàng đấu gia hữu Nhật là về toàn dây nguồn zin hết. Đây, phần bao gỗ này. Hàng là hàng chưa tan người sử dụng thì các bác thấy cái đồ đẹp nó rồi. Nhìn phát là thích ngay thôi. Đấy các bác thấy. Nhìn phát thích ngay. Về giá cả thì các bác khỏi cần lên tên. Bên em cần đối giá cho các bác. Các bác mua ở đây là không bao giờ bị hố. Nếu đối với đúng hàng bãi nha các bác. Mà hàng tuyển đẹp á. Đây, rất là mới nha các bác. Dòng này là chạy 4 nguồn điện. 110, 100, 120, 224. Riêng của nó là về từ Nhật về là điện để đang để ở 100. Rất là tiện cho các bác chơi. Còn đây là những anh Nhật anh dán keo trước khi các bác còn lấy trước khi đi em vệ sinh em chùi ra cho. Để dán keo ha này. Này các bác, đấy, lột ra thôi. Không biết mấy ông xài ông dán làm gì. Đẹp cực kỳ nha. Sau đây em mở ruột ra để các bác cùng xem nha. Vâng, đây là phía dưới của âm ly. Này các bác thấy yêu chưa? Đúng chất hàng bãi cho các bác này. Đẹp như thế này. Đó, nó mới kinh công luôn nha. Chạy 8 sò sét nha các bác, 8 sò sét.
Rồi em sẽ mở phía trên cho các bác cùng xem. Đây là phần tủ nha các bác, tủ này, tủ nguồn á. Vâng, đây là phần ruột gan của em nó đây. Em mở hết trên dưới cho các bác luôn nha. Và thấy xem, đây là bo phần công suất và tản nhiệt luôn nha. Là bo âm sắc đây. Đấy. Thiết kế cực kỳ là đẹp luôn. Đây là hai tổ lục nguồn và đây là cái tăng phô. Có cái logo Aquafy luôn nha các bác. Đây các bác thấy bo mạch họ làm rất là đẹp, rất là kỳ lưỡng không? Mới như thế này mà. Rồi, thì các bác nào yêu thì alo cho em nha. Em ship hàng tận nhà cho các bác toàn quốc luôn. Giá 31 triệu đã bao ship cho các bác nha. Mạch mèo vàng cốt đẹp cực kỳ. Xuất hiện là hoa hậu miền Trung luôn nha các bác.